Hello cả nhà nha, hôm nay mình làm món đùi gà bó xôi nè cả nhà. Ở đây mình có 2kg đùi gà nè cả nhà, mình rửa sạch rồi. Mình bây giờ mình ướp nha cả nhà. Mình có rửa qua nước sôi và muối rồi cả nhà. Ở đây mình có 2 muỗng muối nha cả nhà, 1 muỗng rưỡi bột ngọt và 2 muỗng đường nha cả nhà. Rồi mình đã cho thêm vô rồi cả nhà ơi. Giờ mình cho thêm 2 muỗng nước tương nữa nha cả nhà. Mình rưới đều lên. Sau đó là mình cho thêm 2 muỗng dầu hào nữa nha cả nhà. Ở đây mình có nước ướp nè, nó là có mình đâm củ gừng với lại củ hành tím, củ hành trắng và tỏi. Rồi mình cho cái nước gừng mình giã nhuyễn với lại tỏi với củ hành trắng với củ hành tím mình giã nhuyễn rồi mình cho hết vô đây nha cả nhà. Rồi bây giờ mình lấy bao tay nè, mình sẽ ướp từng cái đùi gà để cho nó thấm nha cả nhà. Rồi mình ướp xong mình để khoảng nửa tiếng đồng hồ, mình sẽ bắt dầu lên mình chiên nha cả nhà. Rồi giờ mình cũng ướp gà xong rồi nè cả nhà. Mình để đây khoảng nửa tiếng rồi mình chiên nha cả nhà. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi nấu xôi thôi. Bây giờ mình bắt đầu nấu xôi nha cả nhà. Giờ mình đi vo cái này rồi mình nấu nước sôi lên rồi mình chế vô mình nấu nha cả nhà. Rồi bây giờ mình nấu xôi nha cả nhà. Mình vo gạo rồi đây. Rồi bây giờ mình cho cái nước mình đun sôi nè cả nhà. Rồi mình cho nước đun sôi này vô. Rồi mình có nước cốt dừa nè cả nhà, mình cho vô luôn. Cho khoảng miếng nước cốt dừa được rồi. Mình để nước nó xâm xấp thôi cả nhà. Tại vì bó sôi là mình nấu hơi nhão chút đó cả nhà. Rồi mình nêm ở trong sôi này luôn. Rồi mình cho một muỗng đường nha cả nhà. Rồi với lại một muỗng muối luôn cả nhà. Cho tí xíu bột ngọt vô. Rồi mình quậy đều lên là mình nấu sôi được rồi cả nhà. Rồi mình cho vô nồi cơm điện. Giờ mình nấu sôi nha cả nhà. Rồi giờ cả nhà theo chân mình đi chiên gà nha cả nhà ơi. Giờ bắt đầu mình chiên gà cả nhà. Dầu cũng sôi rồi nè cả nhà. Mình cho gà vô nha cả nhà. Rồi mình cho đùi gà vô ha cả nhà, mình xắt cho nó đều vô nha cả nhà. Rồi gà của mình cũng vàng rồi nè cả nhà. Rồi giờ mình gấp ra dĩa rồi mình chiên tiếp thôi. Rồi bây giờ xôi của mình chín rồi nè cả nhà. Rồi bây giờ là mình làm gà bó xôi nha cả nhà. Giờ mình lấy xôi mình đưa vô trong cái bịch vậy nè cả nhà. Mình ép. Mình ép như cái hình hình vuông đó cả nhà. Ép cho nó đều đều rồi mình thả cái đùi vô mình cuốn nha cả nhà. Rồi mình ép cái bề xôi nó vậy nè cả nhà. Rồi mình cho một cái đùi vô mình cuốn lại nè cả nhà. Mình để cái đùi nằm giữa vậy nè cả nhà. Mình quay lại. Mình ép qua nha cả nhà. Rồi, mình sẽ cuốn theo vậy nè cả nhà. Mình thấy cái nào dư xôi quá thì mình cắt bỏ bớt nha cả nhà. Để xôi nhiều quá mình chiên xong mình lên mình ăn nó ngán lắm cả nhà. Rồi bây giờ là mình bó lại nè cả nhà. Mình bóp nó lại cho nó chặt lại nha cả nhà. Cái nào dư thì mình bỏ ra bóp nè cả nhà. Mình cuộn xong rồi nè cả nhà. Rồi bây giờ mình cũng tương tự những cái còn lại mình sẽ làm y vậy nha cả nhà. Rồi thank you.
mình có cái bột này là bột xù nè cả nhà. Rồi mình lấy cái đùi gà này mình lăn vô cả nhà. Rồi một hồi rồi mình chiên á cả nhà. Mình chiên cho nó khô hơn. Đây, mình thấm đều vậy nè cả nhà. Mình chiên nó sẽ có cái độ giòn á cả nhà. Rồi, vậy nè cả nhà, mình tương tự mình làm những cái còn lại nha cả nhà. Rồi, cuối cùng gà bó xôi của mình cũng bó xong rồi nè cả nhà. Mình lăn cái bột xù xong luôn rồi nè cả nhà. Rồi, bây giờ là mình đi vào bếp mình chiên cái gà này nha cả nhà. Rồi, cả nhà theo chân mình vào bếp nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình chiên gà nha cả nhà. Mình chế dầu cho nó ngập nha cả nhà. Rồi, bây giờ cái dầu của mình cũng sôi rồi nè cả nhà. Rồi, bây giờ mình để đùi gà vô mình chiên nha cả nhà. Wow. Rồi, mình xắp đùi gà vô thôi. Rồi mình để đùi gà vô rồi nè cả nhà. Rồi mình sẽ xay đều nha cả nhà, xay đều vòng vậy để cho nó chín đều nha cả nhà. Rồi cái xôi gà của mình nè cả nhà. Ôi ôi nó đã vàng rồi nè cả nhà ơi, nó vàng ươm luôn cả nhà. Nó giòn khấu luôn nè cả nhà đó. Rồi mình sẽ gấp ra dĩa thôi, mình mời cả nhà mình thưởng thức thôi. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi cuối cùng cái món gà bó xôi của mình cũng xong rồi nè cả nhà. Wow, mình gấp ra dĩa rồi đây, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Mình ăn kèm với lại rau xà lách với lại cà chua cả nhà. Đây, mời cả nhà mình nha. Chấm với lại tương ớt nè cả nhà. Wow. Nè cả nhà. Wow, nóng hổi luôn nè cả nhà. Wow, ngon lắm luôn cả nhà ơi, giòn rụm luôn. Đây, mình ăn kèm với lại tương ớt nè cả nhà. Mình dùng thử nè cả nhà. Rất là giòn nữa cả nhà. Đây cái đùi gà của mình nè cả nhà. Ngon, rất là ngon. Mình chúc cả nhà mình luôn có những món ăn ngon trong gia đình nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye cả nhà.